Bạn là bộ đội xuất ngũ chuẩn bị ra quân, đang có nhu cầu tìm hiểu học nghề nhưng chưa biết bản thân phải học nghề gì để có nguồn thu nhập tốt, ổn định cho tương lai. Không những vậy còn phải dễ học, dễ làm và dễ thành công. Thì chúc mừng bạn bởi bạn đã theo dõi đúng video ngày hôm nay. Bởi vì ngay sau đây thì Kỳ Duyên sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu về 5 ngành nghề dành cho bộ đội xuất ngũ ngay sau khi chúng ta ra quân. Nghề đầu tiên là nghề sửa chữa ô tô. Thợ điện, máy gầm hay nội thất ô tô đều là những nghề cần được đào tạo bài bản qua trường lớp với các kỹ thuật chuyên môn tốt, là ngành nghề luôn trong tình trạng khan hiếm nhân lực. Nếu học ngành nghề này thì khả năng làm giàu là rất lớn. Nghề thứ hai là nghề sửa chữa xe máy. Đây không phải là ngành nghề mới, nhưng chắc chắn là ngành nghề không bao giờ lo thất nghiệp. Bởi ở hiện tại hay tương lai thì xe máy vẫn luôn là phương tiện tham gia giao thông chính ở Việt Nam. Ngành nghề thứ ba, nghề sửa chữa điện lạnh. Điều hòa, tủ lạnh, máy giặt là những thiết bị không thể thiếu được trong mọi hộ gia đình. Nhu cầu sử dụng cao khiến cho nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng là rất lớn. Sẽ không hề nói quá nếu coi nghề điện lạnh là nghề hái ra tiền mỗi khi mùa hè đến. Thứ tư là nghề điện dân dụng. Nếu anh em đang tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng không vất vả, dễ học, dễ làm thì đó là điện dân dụng. Với các nội dung học viên được học về các thiết bị như nồi cơm, bếp từ, bếp điện, lò vi sóng, bình nóng lạnh. Đây là ngành nghề vô cùng dễ học, dễ thành công, có thể dễ dàng mở cửa hàng để tự chủ kinh doanh. Nghề thứ năm đó chính là nghề điện tử. Nếu bạn là người đam mê kỹ thuật, yêu thích những linh kiện thì đó là nghề điện tử. Với nội dung sửa chữa các thiết bị nghe và nhìn như TV, đầu đài, âm ly. Đây là ngành nghề mà nếu như bạn không được đào tạo bài bản thì chắc chắn không thể thực hành sửa chữa được các thiết bị điện tử trên. Vừa rồi thì Duyên đã gợi ý cho các bạn top 5 ngành nghề dành cho bộ đội xuất ngũ. Đây đều là những ngành nghề phù hợp với tất cả các đồng chí, bởi với sức khỏe tốt, tinh thần kỷ luật cao thì đây là những tính vô cùng cần thiết dành cho các bạn khi chúng ta đi học nghề. Nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong quá trình tiếp xúc với ngành nghề sau này. Vừa rồi thì Duyên đã giới thiệu cho các bạn top 5 ngành nghề dành cho bộ đội xuất ngũ sau khi chúng ta ra quân. Bạn đang quan tâm muốn tìm hiểu đến học nghề có thể để lại thông tin phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline 0961 677 991 để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên ủng hộ Kỳ Duyên và trường dạy nghề Thanh Xuân bằng một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video để lan tỏa đến nhiều người biết hơn nữa. Kỳ Duyên, trường dạy nghề Thanh Xuân xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.